Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong clip review về sản phẩm mới của Linkin Store ngày hôm nay. Thì hôm nay trên bàn đây thì các bạn thấy đây là một cái sản phẩm khá là to, được mình đặt gọn ghẽ, mà không phải là mình đặt nữa mà là nhà sản xuất họ chuẩn bị sẵn cái hộp rất là đẹp như thế này. Thì không biết đây là sản phẩm gì, thì các bạn cùng với mình sẽ mở ra xem. Nó có thương hiệu Was. Mình sẽ bỏ mấy cái linh kiện, mấy cái phụ kiện kèm theo sản phẩm qua một bên như thế này. Và mình sẽ mở sản phẩm ra xem. Không biết đây là sản phẩm gì. Nó là một chiếc đồng hồ treo tường. Một chiếc đồng hồ treo tường hết sức bình thường như thế này. Cái này là cái để các bạn đóng, các bạn đặt vô trong, thí dụ các bạn muốn treo tường các bạn đặt như này, các bạn dùng búa các bạn đóng cái này vào tường làm cái móc treo để móc cái đồng hồ lên. Thoạt nhìn thì các bạn có thể thấy đây là một chiếc đồng hồ hết sức bình thường và thậm chí nó là một chiếc đồng hồ treo tường cực kỳ sang, một chiếc đồng hồ treo tường rất là sang. Nếu mình nói với các bạn đây là chiếc đồng hồ, đây là một chiếc camera quay lén ngụy trang dưới dạng đồng hồ treo tường, thì các bạn có thể tìm ra được cái mắt camera nó nằm ở đâu không? Thực sự rất là khó. Nhìn qua ngay bản thân mình, nhìn qua nhìn tới nhìn lui rất là nhiều lần, mình mới nhìn thấy được cái mắt camera nó ngụy trang ẩn giấu chỗ nào. Thực sự rất là khó để nhìn ra cái mắt camera nó nằm ở đâu. Thiết kế rất là đẹp, không khác gì, hoàn toàn giống với một chiếc đồng hồ treo tường bình thường. Nếu các bạn treo ở nhà mình thì mình tin chắc rằng chẳng ai mà phát hiện đây là cái chiếc camera ngụy trang cả. Nhìn tới chiếc đồng hồ treo tường ngụy trang chiếc camera như thế này thì mình tin rằng rất nhiều khách hàng của mình đang tìm kiếm sản phẩm giống như vậy. Vì sao? Vì nhiều người họ muốn đặt một chiếc camera để giám sát gia đình họ, phòng ngủ, để quản lý tiền bạc hay gì đó, hay là văn phòng, mà không muốn ai phát hiện ra. Bình thường các bạn dùng chiếc camera thì chắc chắn là nhìn vô là người ta biết rồi. Thì nói chung là nó dẫn đến rất là nhiều hệ lụy, chẳng hạn như họ rút dây camera ra, hay là họ vân vân. Họ có thể họ điều tiết cái hành động của họ lại. Tuy nhiên với chiếc camera này thì mình tin rằng mọi chuyện diễn ra rất là bình thường, các bạn có thể theo dõi được những hành động đó. Đây là chiếc đồng hồ treo tường nha. Các bạn nhìn kỹ nè. Đây, cái mắt camera nó dưới con góc số 2 nè. Đó. Và vì đây là giới thiệu sản phẩm mới cho nên mình sẽ nói về những cái ưu việt của cái sản phẩm này. Đầu tiên, nó không khác gì một chiếc đồng hồ treo tường bình thường. Mình gắn bình tiểu vô nó vẫn chạy. Đó. Nó vẫn sử dụng bình tiểu nha. Tức là cái đồng hồ này nè là nó vẫn sử dụng bình tiểu bình thường. Đồng hồ treo tường của bạn sao thì nó y chang như vậy. Tuy nhiên, còn cái phần camera thì sao? Bây giờ mình sẽ nói về phần camera. Chiếc đồng hồ này nó có pin đi theo á, pin đi theo nó là 3000 mAh. 3000 mAh là các bạn có thể sử dụng quay liên tục khoảng 3 giờ đối với cái camera này. Tuy nhiên, nó có cái hay là các bạn có thể vừa cắm sạc vừa quay luôn. Đây, để cái cắm sạc đây như thế này. Vừa cắm sạc vừa quay. Cái phần này là phần để các bạn cắm sạc này, còn cái chỗ này là cái chỗ on off cái camera. Còn này mã quét. Đó, vừa cắm sạc vừa quay. Và bản thân cái đồng hồ camera quay ngụy trang treo tường này nè là các bạn có thể kết nối với wifi để giám sát từ xa thông qua điện thoại hoặc là máy tính. Trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để kết nối với cái điện thoại. Còn trong cái đĩa này, cái đĩa driver này nè, là các bạn dùng để cài đặt với lại máy tính để bàn hoặc là laptop đó. Thì các bạn có thể nghiên cứu sau.
Trong cái video này mình chỉ giới thiệu và hướng dẫn cho các bạn một vài cái bước cơ bản thôi. Đó. Rồi, mình đã giới thiệu về cái đồng hồ ngụy trang, tức là cái camera ngụy trang dưới dạng đồng hồ này treo tường này. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Hy vọng là các bạn nhìn sơ qua là các bạn đã thấy thích nó rồi. Mình cũng vậy thôi. Vì thực sự rất khó để mà phát hiện ra được đây là cái chiếc camera ngụy trang. Để mà đầu tiên để mà sử dụng thì các bạn phải gắn thẻ nhớ cho nó. Nó hỗ trợ thẻ nhớ tối đa 64GB. Thẻ nhớ thì các bạn phải lần đầu tiên sử dụng thì các bạn phải dùng một cái tua vít. Ở đây mình không có tua vít lớn, mình dùng cái tua vít nhỏ thì nó hơi khó một chút. Các bạn phải mở bốn ốc này ra. Đó. Dưới này, đây là cục pin, viên pin kèm theo của cái camera ngụy trang đồng hồ treo tường là 3000 mAh này, chưa? Yeah. Còn đây là cái đồng hồ bình thường. Còn cái chỗ này là cái bo để các bạn cắm nguồn hay là điều khiển. Còn này là cái bo phân giải. Chỗ này là cái khe cắm thẻ nhớ này. Nó hỗ trợ tối đa tới 64GB nha. Độ phân giải của camera ngụy trang đồng hồ treo tường này là tới 1080. Dường như dạo này các bạn để ý mình hay giới thiệu về đồng hồ ở về cái camera có độ phân giải 1080. Tại vì mình đặc biệt đã quay lén thì cố gắng kiếm một cái sản phẩm có độ phân giải tốt để khi các bạn xem lại thì các bạn hài lòng với cái chất lượng video mà mang lại. Dùng mấy cái camera mà có độ phân giải thấp thấp á, thì cái video nó ra nó không có sáng. Đó, gắn thẻ nhớ vào đây. Còn cái chỗ này là cái mắt camera nó ra đằng trước này nè. Đó, nó đây. Sơ sơ là các bạn có nhìn thấy cái cấu tạo bên trong của nó như thế nào rồi. Bây giờ mình sẽ gắn vô lại. Cái này thì các bạn có thể vừa cắm sạc vừa sử dụng. Tới giờ thì mình đang giới thiệu cho các bạn chỉ có khoảng 3 mẫu có thể vừa cắm sạc vừa sử dụng đó thôi. Ví dụ đó là MD81S nè, hoặc là V99 nè, và đây là đồng hồ ngụy trang treo tường, camera ngụy trang á. Các bạn có thể cắm trực tiếp vào đây. Cắm vào đây. Một đầu còn lại các bạn dùng cái đốc sạc của điện thoại, các bạn cắm vào nguồn điện là các bạn sử dụng liên tục 24/24 luôn. Đó, đến khi nào đầy thẻ nhớ thì cái video nó sẽ tự động đè lên cái dữ liệu cũ nhất, nó sẽ tự động đè chứ các bạn không cần phải xóa. Rồi, cách sử dụng thì như thế nào? Đơn giản thôi, các bạn bấm on lên. Đó, bấm on lên. Rồi. Các bạn ở phần này các bạn có thể tải giúp mình. Các bạn có thể tải giúp mình cái phần mềm B2B Wi-Fi camera, là các bạn vô CH Play hoặc là vô App Store tải B2B camera Wi-Fi camera, hoặc là các bạn dùng tải phần mềm BVCam. Ở đây là vì mình cũng có một vài loại camera khác nó cũng dùng BVCam, cho nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trên BVCam luôn mà không cần phải đổi sang cái phần mềm hết. Cơ bản thì nó hoạt động giống nhau. Đầu tiên các bạn bật on cái đồng hồ treo tường lên. Rồi, các bạn vô đợi khoảng cỡ mấy phút á, các bạn vô cái phần Wi-Fi nè. Các bạn đây, chưa. Các bạn đợi, nó sẽ phát ra một cái tín hiệu Wi-Fi và các bạn kết nối thôi. Chờ một chút nha. Đây, khi các bạn đợi khoảng cỡ 2 phút á, thì nó sẽ hiện ra một cái sóng wifi như thế này. Các bạn nhấn vào kết nối.
Rồi, kết nối xong rồi thì các bạn thoát ra. Làm tuần tự theo như mình hướng dẫn nha. Các bạn vào BB Cam. Bạn vào cái kính lúp này để tìm. Như lần trước khi mà mình hướng dẫn cho các bạn sử dụng camera siêu nhỏ V99 á, thì mình đã thực hiện trên cái phần mềm BB Cam rồi. Đây, nó sẽ xuất hiện cái New Device. Chờ một chút. Lại các bạn bấm vào xem thôi. Nó sẽ hỏi là skip hot change, tức là các bạn thay đổi bắt quật hay là giữ nguyên bắt quật. Bây giờ mình sẽ giữ nguyên. Còn cái bắt quật mặc định của nó là 468 888, tí mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ để các bạn thay đổi bắt quật đó. Còn bây giờ làm nhanh thì mình sẽ hướng dẫn sơ sơ thôi. Đây nó có cảm biến ánh sáng đấy các bạn nghe. Thí dụ như các bạn bấm vào cái chỗ này là nó chuyển sang cái quay, mà quay trong cái môi trường thiếu ánh sáng, rất là tối thì nó vẫn xem được. Trong cái môi trường mà hoàn toàn không có ánh sáng thì nó chịu thôi nha. Rồi, độ phân giải của video là 1080p. Các bạn đây là các bạn muốn cái là, tức là cái chế độ này là các bạn xem từ xa, xem trên điện thoại là xem từ xa. Các bạn có cần bật tiếng hay không? Bật tiếng này. Có cần bật tiếng hay không? Ta đi. Ghi âm này. Này, cái này là quay nè, cái này là chụp nè. Quay chụp. Bấm quay chỗ này, bấm chụp chỗ này là nó sẽ lưu trên điện thoại. Tức là khi các bạn vừa xem, các bạn vừa quay thì nó sẽ lưu trên điện thoại. Còn một lát nữa, tí nữa thôi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là bấm lưu trên thẻ nhớ. Nhớ nha, bấm lưu trên thẻ nhớ mới quan trọng. Còn bấm lưu trên điện thoại như thế này thì nó không có được nhiều. Tức là tại sao? Tức là khi bấm lưu trên điện thoại như thế này là khi các bạn xem á, thì nó mới lưu thôi. Lưu trên điện thoại thôi. Còn bấm lưu trên thẻ nhớ là lúc mà các bạn không xem nó vẫn lưu trên thẻ nhớ. Để khi các bạn xem lại đó. Rồi, sơ sơ giao diện như thế này, các bạn muốn chỉnh thì các bạn bấm vào đây là các bạn chỉnh thay đổi cái độ phân giải của video. Mình cứ chọn 1080. Còn trường hợp mà các bạn muốn tiết kiệm cái dung lượng của bộ nhớ thì các bạn bấm cái chọn cái độ phân giải thấp hơn. Thì nó kém nét hơn nhưng mà nó lưu được lâu hơn. Rồi vào đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt một vài cái cài đặt sơ sơ này. Các bạn bấm vào cái bánh răng này. Device setting. Cái này thì chắc các bạn không cần đâu. Wi-Fi. Đây các bạn vào cái Wi-Fi config này. Các bạn đây là cái bước mà để các bạn kết nối giữa camera ngụy trang đồng hồ này này với lại cái mạng Wi-Fi ở nhà của các bạn. Bước này rất quan trọng. Nếu các bạn không kết nối nó với lại cái mạng Wi-Fi ở nhà thì khi các bạn tới cơ quan hay bất cứ một cái nơi đó mà có Wi-Fi á, các bạn không thể xem lại được. Tại vì các bạn đâu đã kết nối nó với cái wifi đâu, thì ở xa các bạn sẽ không xem được. Các bạn hồi nãy vừa mới xem á, thực ra là xem bằng cái wifi của nó phát ra, mà xem như vậy thì chỉ cách đó khoảng cỡ mười mấy mét thôi mới xem được. Còn đi tới cơ quan hay là bất cứ nơi nào đó xa, thật xa thì bạn không xem được nếu như mà không làm cái bước này. Ví dụ như ở đây á, mình sẽ bấm chọn vô cái wifi mà mình đang đặt cái camera này là Linkit Store này, mình nhập bắt buộc vô, mình nhập bắt buộc vô là xong, mình lưu lại. Đó là mình hướng dẫn các bạn là cái bước kết nối với cái wifi chỗ đặt camera nha. Bước này rất quan trọng nè. Rồi, cái bước lưu trên thẻ nhớ, bước này cũng rất quan trọng nữa. Đây nè, SD card các bạn vào đây. Hồi nãy mình gắn thẻ nhớ 16 GB nha. Rồi, nó báo đây là chế độ này là hiện tại là cái camera là trên thẻ nhớ là chưa lưu. Thì các bạn chỉ nè. Cái chỗ này nè là nó hỏi là bạn ngắt một cái video mấy phút. Tốt nhất là các bạn ngắt thành 3 phút để cho nó lưu cho nó dễ, 3 phút, 5 phút, 10 phút tùy. Nhưng mà tùy thôi, các bạn muốn lưu như thế nào thì các bạn lưu. Nó tối đa là 20 phút. Độ phân giải lưu trên thẻ nhớ là bao nhiêu, bấm 1080. Đó. On slam, on day. Đây mình chọn on day, tức là lưu liên tục cả ngày. Cái record sau là các bạn lưu video có tiếng không? Mình có load recording, tức là có ngắt video từng khúc không? Có. Rồi, sau khi ok thì xong, các bạn bấm ok.
Là như vậy đã xong rồi. Rồi time setting tức là các bạn chỉnh cái ngày giờ trên cái video á. Thường các bạn thấy một cái video quay ra nó sẽ có ngày giờ, nếu các bạn không chỉnh ở chỗ này thì cái ngày giờ nó ra nó sẽ không có đúng. Mà nó không đúng thì nhiều khi các bạn lấy cái video đó các bạn làm bằng chứng á, mà cái ngày giờ nó hiện trên cái video nó không có đúng với lại cái thời gian mà nó xảy ra vấn đề đó thì nó cũng không thuyết phục. Cho nên cái chỗ này các bạn lưu ý là nên chỉnh lại thành ngày giờ. Cái chỗ mà time zone á, time zone Việt Nam mình là múi giờ số 7 thì các bạn chọn lại múi giờ số 7. Ở đây có hai múi giờ số 7. Mình là cộng 7 nha. Cộng 7 thì mình chọn cho Thái Lan. Cộng 7 rồi. Ủa Thái Lan phải Thái Lan không? À mình chỉ có một sự lựa chọn thôi, Thái Lan. Rồi, time zone. Xong. Bấm ok đi, bấm ok cho nó tự chỉnh ngày giờ lại. Xong. Cái chỗ change bắt buộc này, các bạn thấy cái chỗ change bắt buộc không? Các bạn nhập nhập cái bắt buộc nguyên thủy của nó là 4 số 8, 8888 á. Đó, các bạn nhập vô rồi các bạn nhập bắt buộc mới rồi xác nhận lại bắt buộc mới là ok là xong thôi, là các bạn đã đổi được bắt buộc rồi. Xong rồi. Cơ bản là mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái camera ngụy trang đồng hồ treo tường này. Rồi, nếu có bất cứ thắc mắc nào, các bạn có thể comment hoặc inbox vô bay cho bên mình. Comment nếu mà trên xem trên YouTube thì các bạn cứ comment dưới phần YouTube, mình sẽ hỗ trợ các bạn ở cái bước đó. Đơn giản, các bạn là những người chưa dùng sản phẩm, còn mình thì mình đã có sẵn sản phẩm đây rồi. Mình có thể nghiên cứu và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn được. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại trong clip review tiếp theo. Hãy subscribe kênh YouTube của mình để theo dõi những cái video thú vị. À, muốn đặt sản phẩm các bạn hãy truy cập vào website hoặc web.linkkienstore.com.